và xin đáp án của chương trình. Nhờ đức tin, hai bạn thế nào? Nhờ đức tin, vẫn tiếp tục. Điều gì? 10 giây bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta đã tìm được chủ nhân xin đáp án của chương trình. Về lời Chúa và mình mối thánh Chúa. Bạn em tên là gì nhỉ? Nguyễn Thị vậy là Thanh Vinh trả lời đã bị thua Thu Phương một câu. Và đây xin giới thiệu với tập đoàn, đây là em đạt giải nhất trong cuộc thi Vương Chúa, và đây là em đạt giải giải gì? À, thế sập cháu cháu con nhà bố à? Bây giờ đi TV thì con có thích không? Hôm nay con sẽ bảo bố mẹ làm bao nhiêu năm? Một trẻ nha. Và thế con là xe con nhà. À được con. Thế con đổi đi xe bảo cô đấy. Vâng, xin chúc mừng các em đã chiến thắng trong phần thi Vương Chúa ba. Một lát nữa chính các em được nhận phần quà thật lớn của cha xứ sẽ trao cho các em. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn các em.
mừng các em. Xin cảm ơn các em, xin cảm ơn ông Trùng Rồng, ông Trùng Đất, xin cảm ơn. Và bây giờ là phần trao quà thiêng liêng nhất. Xin cảm ơn hai em giải nhất nhì. Xin các em lên sân khấu. Chúng con xin trân trọng kính mời gia sứ lên trao phần quà nhất nhì cho hai em. Chúng con xin trân trọng kính mời cha. Các em trong các lớp cũng như các em nhỏ, các cái phần quà của Chúa Hai Đồng đã gửi đến cho các em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đấng Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay toàn thế giới hân hoan vui mừng đại lễ Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã đến với nhân loại, đến với con người chúng ta để Ngài thực thi tình yêu thương Thiên Chúa dành cho con người, đó là hiến tế trên thập giá để cứu độ nhân loại. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương mỗi người chúng ta để cứu độ chúng ta. Và trong đêm này chúng ta cũng chiêm ngắm hang đá ban năm xưa. Chính dân của Ngài đã không đón nhận Ngài mà Ngài đã phải sinh ra nơi hang đá ban năm, là nơi xúc phạm để trú ngụ. Trong đêm tối âm u buồn tẻ, nhưng chính vì sự khó nghèo đơn sơ đó, Ngài đã làm gương sáng cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng nên khó nghèo sống theo Đức Kitô. Và mỗi người chúng ta cũng mang một trái tim yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta đối với anh chị em của mình. Nhưng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta còn bon chen, còn ích kỷ, còn là tìm mọi cách để rồi chưa sống yêu thương anh chị em của mình. Và Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn ân thương xót tha tôi và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah: đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hiệu gửi ông Tito: anh em thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, tôn chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm Cinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, nên thành vua David gọi là Benem, miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông đến đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọt con rồi đặt nằm trong mảng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa.